Rồi, alo cho anh em nha. Hôm nay shop phụ tùng xe máy của Thắng mình tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm một sản phẩm đầu bò super hit, đồ chơi súp bắp lớn 2025 đến từ thương hiệu Rất Leo nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em đó là sản phẩm này. Thì giá trọn bộ sản phẩm này mình có bán có giá là 1.850.000 và free ship hàng toàn quốc cho anh em luôn ha. Nó bao gồm là vỏ đầu, 4 cây súp bắp, co xăng, củ dê, cao su, rồi cặp cò giãn nha anh em. Đó. Thì nó full set này mình bán là 1.850.000 và free ship hàng toàn quốc cho anh em ha. Đây, trên tay mình đây là cái vỏ đầu Super Hit 2225 của thương hiệu Rất Leo. Đầu này là được thiết kế chảo là bằng chạy CNC luôn nha anh em, chảo chạy CNC nha. Với cấu hình chảo này nó sẽ phù hợp với cấu hình máy là từ trái 62 zin zin trở lên. Đó. Lỗ xăng bô thì nó xài có xăng 4 chân nha. Đó. Đầu làm theo form 135 nha anh em. Hầu như những cái đầu đồ chơi bây giờ là những nhà sản xuất đều là làm theo cái form 135 ha. Đúng hàng chính hãng Rất Leo nha anh em. Giá cho full set này mình bán là 1.850.000 và free ship hàng toàn quốc cho anh em ha. Thì mình cũng nói đi nói lại về cái vụ mà cái đầu này có nhiều anh em hỏi ở đầu này nó đi được trái 62, 65 hay này kia cái kiểu không. Thì nói chung là nó từ trái 62 trở lên. Còn những cái đầu đồ chơi thì người ta lúc nào cũng sản xuất cái gọi là cái phần nền rồi. Còn ví dụ anh em mình về muốn kiếm thêm mình phải làm lại lỗ xăng bô, lỗ lớn, lỗ nhỏ tùy theo cấu hình máy của anh em và tùy theo cái lò của mỗi người mỗi khác ha. Thì nói chung là anh em về kiếm thêm mình phải gọi là mình làm thêm ở cái phần ví dụ cấu hình này có nhiều ông về lên đi máy dinh đôn thì người ta mở chảo bự ra thêm này các kiểu, hoặc là người ta có thể hàn đường nước mà làm đường nước lại theo cái lòng của người ta đó. Thì nói chung là mình chơi cái hệ máy cái chuyện này là thợ là ai cũng biết rồi. Thì đầu Rất Leo này cái form này thì nó có cho theo một cái co xăng super hit số 8 luôn. Thì nếu anh em về xài 135 thì anh em bít cái lỗ kim phun này lại ha. Nó có cái cao su co xăng, rồi hai củ dê ron chân co xăng, và đầu này là sử dụng cặp cò giãn đạn xịn NTN luôn nha anh em, hàng xịn nha. Đó, có 4 ốc chỉnh cò đầu lớn luôn nè. Giá thì rất là ok, thương hiệu Rất Leo, đồ ok, giá thành rẻ, ai cũng thể tiếp cận được. Full set này mình bán có giá là 1.850.000 và free ship hàng toàn quốc cho anh em luôn ha. Cam kết với anh em là hàng chính hãng Rất Leo. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ mình nha, 0933996332. Ngoài ra ở cửa hàng mình đầu Rất Leo bán có rất là nhiều size luôn nha anh em. Có mẫu 225, 22, 25 miệng thao nữa. Rồi có mẫu 24, 27, rồi 20, 23, nói chung là nhiều size lắm. Thì mỗi một clip thì mình chỉ làm một cái sản phẩm cho anh em tiện theo dõi và chi tiết hơn về cái sản phẩm mà mình bán thôi ha. Mọi nhu cầu anh em cứ alo mình qua số điện thoại là 0933 996 332, mình sẽ báo giá cho anh em ha.